Trước khi mình làm mình phải chú ý trên cái vấn đề hình ảnh của người ta với lại một vài cái đối diện thực tế một tí. Thí dụ như ở đây người ta làm cái tay chiều này, tức là mình nhìn thẳng á, thì cái nó là dẹp cho nên là nó nhỏ, nhưng mà chiều ngang người ta không vẽ, đúng không? Chiều ngang ở đây người ta không vẽ cái độ dày của nó, độ dày nó rộng hơn, cánh tay nó chiều ngang nó rộng hơn, thì mình phải coi tham khảo ở trên cái hình này. À, một vài cái hình cartoon à, mình thấy cái chiều ngang nó rất là rộng, nó rất là rộng ha, cho nên là khi mình làm thì cái tay nó cũng rộng theo, mình phải coi chú ý này, cái tay nó như thế này. Trong khi đó mình làm cái tay chiều này ha, nhìn thẳng nó như thế này, thì chiều ngang của mình nó phải khác đây. Lúc này cái chiều ngang nó phải rộng, thì trước tiên là mình phải scale cái tay này rộng ra cái đã. Ít nhất nó phải như thế này mới đúng cái tỷ lệ của nó. Mà một khi mình keo cái phần này thì cái phần bắp tay nó cũng phải keo ra. À, cái phần bắp tay này cũng phải keo ra nè. Này cũng phải keo ra nè. Đó. Rồi, chỗ này cũng phải scale ra nè, tại nó phải đều nó lài ra, nó lài từ trong này nó lài ra từ 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 từ. À. Rồi bây giờ mình coi lại cái hình của nó một tí. Thấy không? Thấy nó lài từ trong này nó lài ra ha. Thì nó đều nó to. Chỗ này mình cũng lớn rần tí. Lớn rần tí. Thì có thể cái này mình cũng lớn rần tí, chả sao cả. Để cho nó hợp lý thôi. Đây, lúc này cái tay con gấu nó phải cỡ cỡ này. Rồi, bây giờ mình mới làm tới cái phần bàn tay. Chỗ này mình chưa có đi lưới để diễn, chưa có gì hết, cho nên là không quan tâm. Quan tâm cái đầu tiên của mình là làm sao cho nó ra cái nhân vật và lưới nó đi tương đối ổn trước cái đã. Rồi sau khi đến cái phần animation, à, chỉnh sửa lưới thì mình mới bắt đầu đi lưới như thế nào cho nó đẹp để mình có thể là mình sau này mình gắn xương mình diễn được. À, cái đó mới là quan trọng. Bây giờ mình nhìn thẳng nha. Chỗ này là lòng bàn tay, đúng không? Lòng bàn tay ở đây, giờ mình chặn cho nó một đường ở đây nữa ha. Đây là lòng bàn tay, từ cổ tay đến lòng bàn tay là nằm ở đây. Thì cái chỗ này có thể nó sẽ có một cái ngấn, trung bình thường thường nó sẽ có một cái ngấn, bao giờ cũng vậy ha. Thường thường nó sẽ có một cái ngấn đây, ở bàn tay nó sẽ to hơn một tí, ở đây nó nhỏ lại một tí ha. Thì cái mình chỗ này mình cũng làm giống y như vậy người ta ha. Ví dụ như chỗ này mình scale chiều này lại một tí. À, như vậy là không hợp lý. Cái cổ tay nó nằm bên trong, chiều kia nó nhỏ chứ không phải chiều này nó nhỏ. À, vậy là chiều này nó nhỏ rồi. Đấy, bàn tay nó lại tiếp tục nó phồng ra. Đúng không? Phồng lại rồi. Đó mình làm mình phải chú ý. À, chỗ này. Chỗ này thì mình nên để cái lưới thấp xuống phía dưới hoặc là như thế nào đó anh thấy ha, cho nó tương đối. Đây. Rồi chỗ này bây giờ cái phần này mình sẽ kéo nó ra đến trên, kéo ra đến trên em này, xoay nó ngang đây. À, ngón tay nó khum khum đây nè, khum ra đây. Còn chỗ này, đây chỗ này là cái eo của nó. Cái eo của nó thì trước cái phần eo thì nó có cái độ nở của cái bàn tay là nó nằm ngay chỗ này, thì mình chặn cho nó một đường. Cái này là mình đang làm trực tiếp từ trong mình hết chút ra ha. Còn hồi nãy bàn chân tất cả các thứ khác thì mình có thể là mình sẽ làm từ cái khối mình gắn vào. Cánh tay cũng vậy. Đây bây giờ cái phần tay nó sẽ nhỏ lại này ha. Thì ở phần này cũng phải scale lại như thế này. Cái chỗ này nó sẽ nhô ra. Đây. À, bên hông của cái chỗ bàn tay đó bao giờ nó cũng có cái ngấn ở chỗ này. Từ từ mình sẽ tính ha, mình cứ làm từng bước như thế này đã. Rồi, bây giờ mình có mấy ngón? Ở đây mình có bốn ngón. Mình phải biết cái ô lưới nó đi bốn ba khúc này và một khúc này nữa là bốn. À, bây giờ trên cái tay này mình có mấy mấy khối, một hai ba
4. Nếu mình chia làm 2 thì nó sẽ là 4, đúng không? Chia làm 2 thì nó thành 4 ngón. Đó, thí dụ như đây mình chia làm 2 thì nó sẽ thành 4 ngón. Nối thẳng xuống nè. Nối đây, nối đây, nối đây là thành 4 ngón này. Bây giờ mình nối thử nha. Nối từ đây vào đây. Enter. Từ đây qua đây. Enter. Mình đừng có ngại khi thấy hai cái này là tam giác ha. Chỗ đây mình sẽ nối ở đây nè, với đây nè. Thì đây là nó sẽ thành tứ giác đúng không? Nhưng mà mình sẽ không làm vậy ha, mình cứ để tam giác, sau đó mình sẽ thêm từ từ, không có sao cả. Ha. Không có gì phải lo lắng ở chỗ này hết. Rồi, bây giờ mình tiếp tục. Bây giờ mình sẽ coi thử mình chia như thế nào. Chỗ này là 4 nè. Kéo cái này lên nè. À, thì thường cái lòng bàn tay á, là nó sẽ mỏng hơn. Mình sẽ đẩy cái điểm này lên. Lúc này mình sẽ dùng đến Modeling Toolkit Constraint. Để cho cái đường nó đi theo cái này nè. Đó. À, nó phải đi theo vậy đó. Chỗ này mình có thể thêm một đường cho nó thành 4. À, kéo cái phần này ra 3 ngón. Chỗ này thay vì mình nối vào đây, mình thêm đây một đường. À, rồi cái chuyện gì đó mình sẽ tính sao, không có sao hết. Bây giờ mình thêm nè. Thay vì mình 3 điểm, mình làm đây 1 điểm nè. Không? Rồi mình sẽ đẩy cái này vào, đẩy vào cho cái ngón nó đều nhau một tí. Phần dưới này từ từ, không cần làm gì hết. À, chỗ này mình delete cái cạnh đi. Mình cứ làm tí, từng tí vậy đó, không có gì phải lo lắng hết. Rồi cái này đẩy lên. À, chỗ này mình tắt này đi. Đẩy nó lên. Giờ nong cái này ra là nó thành 4, 3 ngón, đúng không? Thì hai ngón này mình chọn cái cạnh đẩy vô. Thì sẽ vô tới nè, đấy. Thì mình sẽ làm được. Ok. Có được 3 ngón. Cái tay thì nó con gấu nó cũng phải khum khum giống cái bàn tay cartoon của nhân vật ha, người bình thường ha. Thì chỗ này mình cũng chọn này. Đẩy nó lên. À, phần này ở giữa này là nó lõm rồi ha. Đấy. Cổ tay cũng nhẹ lại một tí. À, mình sẽ làm theo cái dạng ngón ở đây. Còn cái phần chỗ này là cái ngón cái ha. À, ngón cái thì từ từ mình sẽ có cách mình làm. Bây giờ mình cứ chút cái này ra cái đã. Ở đây mình chỉ cần nhìn thấy này, mình đưa ra là thành được 3 ngón, không có phải suy nghĩ gì hết. Cái quan trọng là mình canh cái lưới chỗ này sao cho nó đẹp ha. Đây mình nối qua đây, mình đi vòng ra đây là ok, thành tứ giác thôi, không có gì phải phức tạp hết. Rồi mình chọn 3 cái file ở đây, chút nó ra để ngang nè, xem nè, đây là ngón cái ha, đây là ngón ba ngón kia. Giờ mình chút nó ra nè, rồi kéo nó ra đi, kéo ra, kéo xuống, đẩy vô, xoay nó lại cho nó đẹp ha. Đây, xích ra tí. Rồi đây mình nhìn coi có 3 ngón. Sau đó ở chế độ scale này mình tắt cái keep face together này đi ha. Đây đang on nè. Kéo qua trái up. Kéo nó lại tím ha. Để xem. Mình sẽ chọn từng cái đẩy nó ra càng tốt, hoặc là scale từng cái ha. Mình đẩy nó ra nè. Thấy nó đứt ra không? Đấy. Ngon của nó đó. Thì cái bàn tay bao giờ nó cái ngón nó cũng chìa ra thế này ha. Mình cứ canh ra thế này luôn. Rồi ngón dài ngón ngắn thì trong cartoon á,
đa số thì hầu như là ít có ngón dài ngón ngắn lắm ha. Nó cũng giống giống như cái bàn tay người, nhưng mà nó mo này, tức là ngón ở giữa nó sẽ cao hơn, rồi ngón út nó sẽ ngắn hơn xíu, ngón này nó cũng ngắn ngắn hơn xíu đấy. Như vậy thôi, bây giờ mình sẽ làm. Bây giờ mình có thể bấm số 3, đúng không? À, nó có 3 ngón nè. Thì tương tự như vậy, ở dưới cái bàn chân, lúc nãy mình cũng làm như vậy ha. Tới đây nè, mình sẽ chút ra. Tới đây mình sẽ chút ra. Chút nữa nếu mình dư thì mình sẽ làm theo kiểu đó. Còn bình thường nếu không cần nhiều, mình làm như thế đó cũng được rồi. Như lúc nãy cũng được rồi. Bây giờ ở đây, thì mình phải chia. Nó có mấy ngón, thường cắt tun á, thì nó làm ra làm 2 ngón. Ha, 2 cái đốt. Hai cái đốt của nó. Bây giờ mình sẽ chia lưới trên này. Insert S loop. Chia cái đốt thứ nhất. Đó, đốt thứ nhất, đốt thứ hai, đốt thứ nhất, đốt thứ hai. Đấy. Thì mình được như thế này. Đó, ok à. Ngón nó rất là dễ thương. Rồi, bây giờ kế tiếp là mình làm ngón cái. À, ngón cái thì đây mình cũng làm một cái đường chút nữa mình cho vòng qua đây ha, thêm vô đây một cạnh nữa. Giờ mình thêm đây một cạnh nữa ha. Trước khi mình thêm thì mình đẩy cái này lên, mày nó lên đây nè, ở đây cho lên một tí, nhẹ nhẹ thôi, vừa đủ thôi. Đó. Rồi chỗ này mình mới thêm cho nó một điểm ha. Điểm đó mình nối xuống đây cũng được, nối ra đây đi vòng qua đây kỳ thích, tại vì ở đây mình sẽ có một cái đường ha. Đây nè, nó có một cái đường dư nè. Đã nối là bây giờ mình nối luôn để dễ nhìn. Nối là như thế này. Từ điểm này mình đưa qua đây. Đưa qua đây. Đưa qua đây. Đưa qua đây, nối vô đây. Ok. Xong từ đây mình cho ra đây là tứ giác, 1 2 3 miếng tứ giác. Ở đây mình cũng làm 1 2 3 miếng tứ giác. Thời đẹp. Không phải lo lắng gì ha. Không gì lo lắng hết. Vậy ngón này chỗ này nó như thế nào? Kéo nó ra hay là kéo nó thấp xuống thì tùy mình. Ở đây canh nó trước cái đã, hợp lý không cái đã. Ngón cái thì bao giờ nó cũng rộng hơn, không? Rồi đẩy thì sao đó, ngón cái mà rộng ra nó vát cái góc. Mình đưa cái bàn tay, ngón tay của mình ra ha, mình sẽ thấy cái này nó vát xiên ra như thế này ha. Cái chỗ này thì mình vát ít thôi, rộng quá thì cái ngón nó hơi rộng ha. Này mình cho nó nhỏ lại một tí đi. Chỗ này là cái giữa cái chẻ của cái ngón, lấy từ đây chút ra ha. Mình lấy từ đây nó chút ra. Cái chỗ này mình cho cao lên xíu ha, cho thành tứ giác nè. Cái chỗ này mình có thể coi lại, có thể không làm ở đây, có thể là nó nằm ở đâu đó tùy thích. Cái đường này, cái lòng bàn tay bên ngoài thấp xuống ha, ở giữa nó cao lên. Rồi, bây giờ mình mới làm nè. Chỗ này là của cái ngón cái, nguyên cái khúc này nè. Nguyên khúc này. Thì để xem mình có nên thêm cái đường như thế này không. Còn không, mình sẽ bỏ ở đây. À, bây giờ đây cũng tứ giác nè, có cách để mình gom lại chỗ này. Giờ cách gom nè. Mình nhìn thấy nè, từ đây mình nối lên đây. 1, 2, 3, 4, đúng không? Thì mình sẽ bỏ cái này đi. Bỏ này. Có nhiều cách để mình làm. Đây, bỏ này nha. Bấm delete, không có control ha, để còn hai cái điểm này. Đây, bây giờ mình còn hai điểm nè. Mình nối điểm này xuống điểm này. Ngón cái nó sẽ nằm đây, nó đi ra chẳng hạn ha. Thì mình sẽ đẩy cái này lên. Bây giờ chỗ này mình sẽ nối cái cạnh này lại. Đúng không? Multi kết. Ok. Đó, nó cũng tứ giác ấy. Đúng không?
Đẩy lên xíu. Rồi, vác cho này phòng ra cạnh chỗ này. À, giờ mình kiểm tra lại cái hình. À, kiểm tra lại cái hình và cho mấy cái điểm này nó thấp xuống. Xuống, xích lên xíu. Chỗ này là cái gì? À, cái này là ở ngoài, cái đường này là ở trong. À, thì đúng rồi, không sao cả. Nhưng mà cái này, đường trong này nó hơi cao. Kéo này thấp xuống. Đây. Mình kéo từ từ, từ từ. Đây. Cái này xích lên. Nằm ngoài. Cái này nằm đây. À, bây giờ mình mở fit ray lên. À, cái đường này nằm đây nè. Đây. Thấp xuống đây. Cạnh đây. Mình phải canh lại tí. Đường này nó đi ra ngón rồi nè. Rồi. Một chút đây. Chạy ra. Thì là mình được cái ngón ngang. Chọn phay ha. Một chút ra. Thấy không? Thấy ngon không? Rất là đơn giản phải không? Đó. Thường thì làm cartoon á, người ta hay để cái ngón nó ngang ra, à, bung hết cái bàn tay nó ra, tức là ngón này ngang ra đây, ngón này lên đây, ngón này xiên ra, để sau này mình dễ gắn xương thôi chứ không có gì hết. Ở ngón này mình xây lại cho nó đẹp. Đây, kéo ra ít chỗ này, kéo ra cho nó bằng ha. Ngón cái thì thường thường nó to. Rồi bây giờ mình thêm cái đốt ở giữa. Bây giờ mình thấy có dễ không? Không có gì khó hết. Ngón này to ha. Ok. Ở đây mình insert vào đây một đường để làm cái ngón. Giờ mình bấm số 3 nè. À. Hai cái tay à. À, nó có cái ngấn đàng hoàng ha. Giờ mình coi nè. Đấy. Chỗ này nó có cái ngấn này, ngón tay. Thì tùy, mình chưa có nghiên cứu kỹ về ngón tay nó như thế nào, chỗ nào nó nhọn, cái nào nó cao, nào nó thấp, thì cái đó bữa sau mình sẽ bắt đầu vào cái assignment á, thì mình sẽ làm kỹ hơn ha. À, cái chỗ này có thể đẩy lên đẩy xuống, thì thường thường là mấy cái ngón thật á thì bên trong nó hơi lõm xuống một tí nữa ha. Nhưng mà tùy nha, không phải bắt buộc. Thường con gấu thì phần mấy cái phần chỗ này cartoon á, thường cartoon á thì mình làm mấy cái độ này nó dày lên một tí cho nó lại lại nó dễ chịu. À, đấy, nó dày lại. Rồi mấy cái đường này nó phồng lên nữa. À, mấy cái đường này nó phải phồng lên nữa nè. Để cảm giác cái này nè. Rồi nếu mà đẹp á thì mình sẽ làm thêm đường ở đây. Bây giờ trước mắt là mình sẽ thấy cái này ha. Số 3. Bây giờ mình làm chi tiết cho nó thêm một tí nè. Để cho nó xong việc luôn. 11 giờ 20 rồi. Đấy, như vậy là mình đã có cái tay. Ok ha. Nhìn nghiêng coi. Vừa không? Cái ngón này nó đưa ra trước hay đưa ngang thì tùy mình ha. Thường để dễ rít á thì mình đưa ngang như thế này. Mà đúng ra thì bao giờ nó cũng ngang cái này, không có ai ngón cái mà nó dài bằng cái kia cả. Tại nhiều khi nó vẽ nó hơi bạo lực tí. Rồi bây giờ để giữ mấy cái ngón này cho nó đẹp thì mình làm như thế này. Thí dụ một ngón thôi ha, mình sẽ thêm insert add loop ở đây một đường, đây một đường. Cái này là mình chưa có làm lưới kỹ ha. Đừng nghĩ tới là mình đang làm lưới kỹ, mà mình làm lưới để cho nó đẹp thôi, tương đối đẹp thôi, chứ còn mà lưới kỹ để diễn thì nó khác ha. Rồi bắt đầu mình làm nè. Thường thì cái đốt ở giữa này, cái cạnh ở giữa này nó sẽ lõm lên ha, nó lõm
này, cái phần dưới này cũng vậy, nó lại hơn trước, nó nhọn, nó cong ha. Rồi phần đây thì nó cũng phải nhô lên một tí. Đấy, cái ngón thì phải đều lại nha, chứ không phải cái lưới nó đi như thế này thì nó không đẹp. Rồi cái ngón là cái lưới nè. Lưới mình phải đi vô này xíu, ngón phải đi lên này xíu, à, cho nó phù hợp. Đó, cái đầu ngón nó phải này. Thì mấy cái chỗ này mình cũng phải chỉnh lại tí ha. Này thấp xuống tí. Thường thường thì cái ngón này á, mình làm ở ngoài một cái hình vuông, xong mình đưa nó vào là đẹp nhất, đúng không? Mình nối vào ngay cái chỗ này thôi, nối ba ngón bốn ngón lại mình đúp lên, chứ không phải mình ngồi mình làm từng ngón như thế này rất là cực. À, mình bấm số 3 nè. Đây bây giờ mình thấy cái ngón không? Coi nhá, đẹp hơn ngón này ha. À, cạc tùn. À, mình thấy độ lồi lõm nè. Đó, ok, độ lồi lõm nó đẹp hơn. Ngón cái cũng làm giống y như vậy ha. Mình cũng thêm cho nó. Rồi mình cũng đẩy lồi lõm lên cho nó. Đây. Mấy ngón kia thì mọi người tiếp tục làm ha. Đây cũng vậy nè. Chọn cạnh. Đẩy cái này lên thấy. À. Rồi, đẩy trước này lên thấy phù hợp lại. Đấy. Lúc này lên tí đẹp nữa thì cái này ngấn tí nữa. Thường thì cái này không có ngấn nhiều, nếu ngấn nhiều thì cái bàn tay nó sẽ yếu ha. Lên xuống, ngấn cái này nhiều tí. Rồi bấm số 3 ha. Đây cái ngón đó, cái ngón nè lớn quá thì cho nó dẹp lại không. Đây ở đằng đầu nó phải túm lại xíu. Thì mình cho hai cái cạnh bên trên này nè đẩy vào, hoặc là chọn điểm đi cho nó nhanh, mình dễ chỉnh sửa. Điểm này mình cũng có chỉnh nè, đẩy vô nè. Thường thường ngón cái thì nó nhỏ phần đầu nhiều hơn đó. Thôi số 3 đây ha. À, ra ngón ha. À, nhìn ra ngón đây, nhìn ra cái ngón rất là ok. Rồi chỗ này sau này mà mình muốn có cái độ diễn của cái thường cạc tun này thì nó không có gãy góc vuông góc, mà nó mềm, nó uốn cong mềm, cho nên mình không cần phải chặn cái đường chỗ này, mình không cần phải chặn cái đường này ha. Nếu muốn đẹp thì mình thêm một đường ngay giữa đấy, nó thêm cái phía trên mu bàn tay nè, đường ngay giữa thì nó cong lên nó đẹp thôi. Rồi bây giờ mình có bàn tay, bấm số 3 lần nữa nha. Rồi tắt cái video nữa nè. Rồi mình được con gấu. Bây giờ nó thiếu cái lỗ mũi. Tiếp tục cái phần lỗ mũi nó con gái. Ở đằng trước cái lỗ mũi nó đã ok. À, cái đầu nó nhỏ nè ha. Nó nhỏ nè. Mình cũng phải canh, chịu khó. Mà nếu mình kéo ra thì nó lại có vấn đề đúng không? À. Rất là có vấn đề ở đây. Đây. Kéo ra cái nó nhọn này đó. Nó nhọn. Nó nhọn thì mình mới phải đẩy cái này ra lại nữa ha. Rồi chút giờ mình đu lại đi cho nó đẹp. Rồi. Tạm thời hai bên. Ở đây cái phần cánh mũi nó nằm đúng cái lưới. Còn ở đây cánh mũi nó có nằm đúng lưới không? Nó không có nằm đúng lưới. À, nhiều khi người ta vẽ nó làm sao đó, mình cũng khó hiểu. Nhưng mà nếu người ta làm vậy thì mình cũng phải đẩy xích lên một tí, đúng không? Hoặc là mình sẽ phải lấy luôn cái phần này để mình làm cánh mũi. Ví dụ như đây, phay.
chọn này nè, qua bên này thì nó dư cái miếng này nữa, nó dư cái này đúng không, thì mình có thể giờ cái này thấp xuống ha, hoặc là mình lấy một miếng duy nhất này thôi, lấy một miếng này thôi, còn bên này kệ nó, cái hình này không có vấn đề ha, thì mình sẽ đẩy này lên tí cho nó tương đối ha, mình cũng phải đẩy nó lên tí. Đó, đẩy nó lên tí. Mà một mình phải theo một trong hai bên. Buộc lòng là mình phải đi theo một trong hai bên thôi. Này là nguyên tắc. Cái hình nào nó đúng, hình nào đúng hết thì mình mới theo hai bên hết. Này. Rồi, làm tương đối nó thôi. Chứ bây giờ nó không thể đúng được nữa. Rồi, lưới mình đi lại cho nó đẹp. Rồi, mình lấy cái phay đây thôi. Phay đây chỉ cần là bấm số 3 là nó cũng tròn ha. Thì chỗ này nó có hai phay. Mà bên này á, hai phay là nó dài lên đây. Hai cái hình nó khác. Thôi, kệ cái chút đi. Chút nè. Không có bị vô chứ, đi chút ha. Rồi keo nó lại nè. Và giờ điểm đó thì là ok. Mấy cái này mình có thể đẩy nó ra, tại mình có cái đường kế tiếp rồi ha. Mình có thể đẩy cái đó ra một tí. Đây, đẩy cái này xuống một tí. Không sao cả, vẫn cứ canh đi rồi qua bên kia mình canh tiếp. Xích lên một tí, xích vô một tí. Cái này thấp xuống một tí không sao. Xuống một tí, đẩy lên một tí. Mình làm tương đối thôi nha, tại cái hình nó không có giống đâu. Rồi, được cái hình này, dần qua anh coi lại bên này. À. Đẩy qua lại một tí. Đẩy qua bên này lại một tí. Không có gì phức tạp hết. Ok. Đó, vẫn đẹp như thường. Cái này xích vô, lưới rộng ra. Rồi mình coi lại cái lưới chỗ này có hợp lý không? Cái này mặt sau đúng không? Cái miệng, cái này là cái miệng. Thì cái này phải thấp xuống. Đây. Rồi cái này đẩy ra. Mình canh làm sao mà cái lưới lúc nào nó cũng có cảm giác nó vuông vuông là ok. Này xích hết xích vô lên gì đó. Rồi. Bây giờ mình thấy cái lỗ của miệng đó nè. Lỗ mũi nè. À, cảm giác rồi đó. Bây giờ mình chút nó vào là xong. Chút. Đẩy nó vào. Sau đó scale nó lại. Đừng có để nó nhìn ghê quá. Bấm số 3. Ok. À, còn gấu. Nó phải như thế. Gấu này có vẻ láo đó. Rồi, chỗ này mình để cái này lại một tí. Đẩy cái này xích lên để cho cái lỗ mũi nó đừng có sâu quá. Ha. Đẩy này xuống xíu nè. Đẩy này xuống xíu nè. Này, đấy, rồi trên này xích vô một tí, mũi nó dài quá, nó sẽ không đẹp. Rồi, số 3 lại lần nữa. Ha, ok ha, giờ mình có được lỗ mũi, tai rồi, nó ra con gấu rồi đó. Giờ còn cái đuôi nữa. Mình phải làm cho cái đuôi cho nó xong ha. Cái đuôi này thì không có gì phức tạp. Cái đuôi là nó nằm ngay chỗ này. Giờ mình muốn làm cái gì thì mình phải kiểm tra. À, cái đuôi nằm ngay đây thì phải đẩy cái này xích lên. Thấy chưa? Đẩy xích lên. Rồi, chỗ này gần đây. Cái phần này nó hơi lõm nè. Mình coi trong đó là cái đường gì. Đường gì mà nó đi tới đây là nó lõm, phải không? Nó lõm là nó không có được. Đấy, mình phải cho nó đi xuống, mạnh xuống. Rồi,
chỗ này mình làm cái đuôi, chọn face đây, à cái đuôi này mình sẽ được cái đuôi. À, chỗ này là chưa đẹp, chỉnh sửa này, nó phải như thế này, à nó phải rộng ra ha, nó phải lài ha. Rồi cái đuôi nằm đây, hợp lý không? Hợp lý không sao hết. Đây. Thì trước khi mình làm cái đuôi, mình có thể mệt cái con này lại bằng mirror ha, hoặc là mình làm ở đây luôn cũng được, vẽ chốt đây, chốt xuống đây, nối vô đây, hoặc là mình vẽ ngay chỗ này ha, cái phay nhỏ nhỏ đây nè, thì để nó ok á thì mình đẩy cái lưới này lên tí trước khi mình chốt. Cái chốt thì nó nằm đúng vị trí ha, đây rồi, đây là ok, nằm đúng đây, đẩy vô đây đúng không. Bây giờ chọn phay, chọn chốt keo nó lại, à sau đó mình chọn cái này, mình delete nó đi, chọn hai cái điểm và test ở đây, chọn ở đây, đánh vô đây bằng không, đánh không ở đây ha, rồi nó thẳng lại đó. Rồi nhiệm vụ của mình là canh cái này cho nó tròn, canh cho nó tròn, modeling toolkit, bật cái S-line này lên, kéo này nó vô, kéo cái này vô, à, xong xuống một tí, lên một tí, à, cái đuôi nó đều hay là nó dài, nó rộng gì đó, thì mình phải chú ý, giờ đây nè, hãy nằm ngay đó đó, đây, nằm đây nè, kéo nó ra, tắt cái này đi ha, kéo ra đây nè, đây, kéo này ra, rồi, chút ra đây, chút ra theo cái hình này. Bây giờ mình lấy từ trong này mình lấy ra, đúng không, chọn phay, bây giờ mình bấm số 3 cái đã, ha, coi nó có tròn không, à, nó sẽ như này nè, chỗ này, nó có tròn không? Nếu nó không tròn thì mình phải thêm đường, còn nếu nó tròn thì ok ha. Bây giờ nó không tròn là lý do gì? Giờ mình coi nè, cái đường này từ đây đến đây, đường này từ đây đến đây không hợp lý ha, này phải kéo thấp xuống đó, này phải kéo thấp lên, này thấp ra xíu, kéo ra xíu, đây lúc này nó mới gần tròn, đẩy này lên đây, lúc này là nó sẽ tròn ha. Này xích ra nè. Rồi. Bây giờ từ đây mình hết chút ra. Phay. Mở cửa sổ nghiêng. Hết chút. Chọn global. Hoặc kéo ra đây trước. Buông nó xuống đây. Xoay nó lại. Cái đuôi nó đi cong 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 như thế này. Ha. Nếu mà đúng ra thì mình làm cái đuôi nó thẳng. Để sau này mình gắn xương. Nhưng mà không quan trọng cái chuyện đó ha. Giờ nó chút ở đây đi, rồi xong thì chút cái nữa ra đây, xoay nó lại, đẩy nó lên đúng không, keo nó nhỏ lại ở phần đầu, rồi dịch chuyển nó lên đây, chỗ này thêm cho nó một đường, xoay nó lại, chọn cái cạnh ha, scale nó ra, lớn lên, dịch nó xuống một tí. Rồi bây giờ mình mới chọn điểm nè, vertex, kéo này xuống nè, à, này xích đây nè, đây nè, mấy cái này cong lại nè, kiểm tra đầu bên kia hợp lý không, đây nó nhô lên nè ha, này nhô lên là không đúng nè, vậy trên này còn một cái phần mặt nữa, cái này hở chút nữa mình delete mặt mình đẩy vào ha, giờ mình delete mặt bên trong nè,
Mỗi lần mình chút là nó sẽ ra một cái mặt như vậy. Và sau đó mình sẽ chọn và test mấy cái điểm ở đây. Bấm về không theo trục X. Rồi, ok. Ở giữa này mình đẩy nó cao lên nha. Giữa này là cao nhất nè. Bây giờ mình mở ngang lên xem nè, nó là cao nhất nha. Hai cái này là thấp nha, nằm dưới này. Đúng đây, đúng ở đây. Này rộng ra xíu để cho khi mình bấm số 3 là nó sẽ đẹp. Rồi, bấm số 3 thử xem. Đó. Chỗ này có vấn đề. Thiếu cái file, ha, mình chưa delete cái file. Chọn cái file chỗ này. Bấm delete. Đây. Ok, cái đuôi nè. Rồi, cái đuôi con gấu thì nó rộng chiều ngang. Ha. Đẩy nó ra. Thấy mấy cái này mình cho nó scale lên. Scale lên đây. Chỗ này scale nó lên. Đừng scale quá ha. Đây, scale quá. Trên này cái này hơi scale quá, xuống một tí. Đó. Move nó xuống một tí cho nó có cái độ tròn. Rồi chờ ha. Hai. Đây, cái đuôi của con gấu nè. Nó tròn hay không tròn. Lúc này mình mirror thì nó mới ok, mình mới chỉnh sửa tiếp. Ha, bây giờ mình bấm nè. Thí dụ như xong. Nếu muốn sửa cái chân thì thầy sửa chân, nhưng mà chắc từ từ ha, thôi được rồi. Chân thì mình làm giống y như cái tay ở đây. Bây giờ mình bỏ một bên này nha. Rồi nha, xem cái bài nha. Ở đây mình đặt ABC gì đó. Rồi. Tạm thời, rồi bữa sau mình sẽ làm một cái bài reference đầy đủ. Chứ không phải như thế này. Cái này là mình đang tập lưới thôi, làm lưới tương đối thôi. Rồi bây giờ mình mới edit, duplicate. Ha. À quên, bây giờ mình mirror nó luôn. Trước khi mirror thì mình delete on by time history. Mở outliner lên xem. Rác gì đó mình sẽ bỏ hết. Mình tắt luôn cái này. Đây, rác nè. Đúng không? Rác nè. Đây là con mắt không sao. Đây, rồi, sạch sẽ. Lưới sạch, không còn gì hết. Bây giờ mình mới vào lệnh map mirror. Kiểm tra nha. Đóng này lại. Ở đây mình đối xứng qua trục x trừ, đối xứng qua trục x trừ, ok. Mirror. Đây. Offset mirror qua. Thì lúc này là hai cái này mình bấm số 3 nó không còn gãy nữa. Số 3 nha. Đây nó tròn. Nó không có mấy cái đường biên nữa ha. Nè, thấy nó tròn không? Nó tròn nè, nó tròn. Đây nó không còn đường biên nữa, đây cái ngấn của nó ha. Bây giờ mình có được một con gấu khá khá gần gần giống dưới mẫu ha. Chưa có giống. Chỗ này hơi lõm, nó phải lên một tí ha. Cái này thì mình phải chỉnh bằng symmetry đây ha. Lúc này mình đối xứng rồi thì mình chỉ có chỉnh symmetry thôi. Ví dụ vừa test nè. Đó. Lồi lõm như thế nào. Ví dụ như cái này xích ra tí nữa thì bên này nó đi theo nha. Đây. À, nó phải như thế này. Rồi, độ lồi lõm. Ok. Giờ anh bấm số 3 lại. À, chỗ này nó đẹp. Thấy chưa? Lâu lâu là mình phải kiểm tra. Lâu lâu mình phải kiểm tra coi nó như thế nào. Rồi, mình được con gấu đầy đủ. Nhưng mà lưới thì chỉ là ở mức độ 70% thôi nha. Lưới này mình có thể đi lại nè. Nếu làm rít. Lưới này có thể đi lại làm rít. Lưới này có thể thêm khi làm rít. À, khi làm rít thì thầy sẽ lấy cái con này chỉ từng bước cho mọi người. Rồi như vậy là xong. Mình đã xong cái phần con gấu. Sao nó lại ha. Con gấu này là con gấu số 5 chứ không còn số 4 nữa.
Rồi thầy sẽ cố gắng rảnh rảnh thầy làm con cá mập lại cho mọi người.